Bài 7 này thì chúng ta sẽ hiểu thêm về cái cách viết class, tức là định nghĩa các cái properties và các cái method ở trong cái class một cách cú pháp hiện đại hơn. Thì như bài 6 trước chúng ta tìm hiểu về cách khởi tạo một cái property và function ở trong ES6, thì chúng ta dùng cái constructor và chúng ta khởi tạo ở trong cái constructor một cái property và khai báo một cái function, một cái method bình thường. Thì ES7 này chúng ta còn không cần phải khai báo trong constructor và chúng ta có thể bằng luôn như class C#, và function thì chúng ta có thể dùng arrow function. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ biến đổi cái này đi một chút. Chúng ta trước đây thì chúng ta dùng constructor đúng không? Như thế này. Đúng không? Chúng ta run. Thì bây giờ chúng ta sẽ không cần constructor nữa, chúng ta để ngoài. Chúng ta bỏ luôn cái từ qua this này đi. Đó. Chúng ta sẽ dùng arrow function đây bằng arrow function đấy. Đó. Và thằng này ở dưới cũng thế, không cần phải super nữa. Say my name bằng. Đó. Và chúng ta run. Rồi run thì đương nhiên là nó đấy, các bạn nhìn thấy nó bị lỗi đúng không? Thì chúng ta sẽ đổi sang ES6. Đấy thì cái này là các bạn hiểu luôn ES6 rồi. Cho nên là chúng ta có thể khai báo dạng luôn được. Đó. Thì đấy chính là cái cách khai báo hiện đại hơn và chúng ta có thể dùng ở trong cái React.js này. Thì mình sẽ luôn luôn hướng mọi người dùng những cái cú pháp hiện đại như này.